tên gì? Trăng, trăng, trăng. Thế, thế giác. Đúng rồi. Giỏi lắm. Con nói ông bà mua chanh giùm con đi, con ế quá rồi. Nói đi, ế được không? Ế quá rồi. Ế quá rồi cả nhà ơi. Cả nhà mua ủng hộ giùm hai nhà con nha. Hôm nay bán chanh nha. Hôm nay bà Tám bán chanh nè. Bảy bán tỏi nha cả nhà. Rồi, bảy tỏi ơi. Bảy tỏi có bán nữa không? Nè. Bán nữa không? Bán nhiều quá. Bán nữa thì bán đi con đàng hoàng nha. Cho căng căng thiếu được chưa? Đó. Ế quá rồi con thiếu đi. Có ế không? Ừ. Có ế không? Ờ, có ế. Ế quá rồi hả? Bây giờ xong xì lại.